Ngày 27 tháng 4, Hội đồng Trung ương Tổ chức Giải phóng Palestine PLO đã thông qua kế hoạch theo đuổi các nỗ lực gia nhập 60 cơ quan của Liên Hợp Quốc và các thỏa thuận quốc tế. Hội đồng Trung ương PLO nêu rõ Palestine cần tiếp tục theo đuổi các nỗ lực gia nhập các cơ quan của Liên Hợp Quốc và Công ước quốc tế theo kế hoạch đã được thông qua. Tuyên bố cũng cho biết Israel sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc đàm phán hòa bình không đạt được kết quả bất chấp những nỗ lực trung gian của Mỹ và cộng đồng quốc tế. Trong khi đó cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định nước này sẽ không đàm phán với chính phủ đoàn kết Palestine trừ khi phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas tuyên bố công nhận Israel. Ông Netanyahu nhấn mạnh Hamas phải từ bỏ đối đầu với Israel hoặc Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas từ chối quan hệ với Hamas nếu không tiến trình hòa đàm khó có thể đạt được kết quả. Tuy nhiên, bất chấp lập trường nói trên của ông Netanyahu, nội các của Israel dường như cũng đang chia rẽ về cách thức phản ứng với diễn biến mới. Bộ trưởng Tư pháp Israel Zipi Livni, trưởng đoàn đàm phán Israel với Palestine cho rằng điều quan trọng là chờ xem người Palestine sẽ thành lập chính phủ như thế nào. Hiện, các bên đều tuyên bố mong muốn kéo dài cuộc đàm phán tới sau thời hạn chót 29 tháng 4, nhưng kèm theo các điều kiện. Palestine tuyên bố Israel phải ngừng xây dựng khu định cư ở bờ Tây và Đông Jerusalem, trả tự do cho nhóm 26 tù nhân Palestine cuối cùng theo thỏa thuận và bắt đầu bàn về các đường biên giới tương lai của một nhà nước Palestine. Trong khi đó, Israel yêu cầu Palestine phải công nhận nhà nước Do Thái Israel cũng như ngừng các nỗ lực gia nhập các tổ chức và công ước quốc tế trong thời gian đàm phán.